Kajibel xin kính chào tất cả các bác đến với kênh Kajibel Hoàng Mai. Và hôm nay em muốn review cho các bác một sản phẩm em muốn làm thêm, và cũng rất nhiều bác muốn hỏi bên Kajibel Hoàng Mai là có làm vang số không. Và hôm nay em cũng review qua một chiếc vang số DB Acoustic 9800 các bác nhé. Và các bác sẽ thấy được cái độ setup của bên Kajibel Hoàng Mai vang số như thế nào các bác nhé. Và một đôi súp EV, súp này JB ngang tiền, không bao giờ có cửa để so cả em nó nhá. Đó là súp đánh hầm, nó hay chất, nó êm mái, thích cứng được, thích mềm được, nó rất là ok luôn các bác nhá. Bác nào muốn trải nghiệm đôi súp này trông như vậy thôi, thùng rất là sâu các bạn, sâu thùng rất sâu luôn, đẹp trên 90%. Và một đôi loa TR105, nếu mà gia đình chỉ cần một đôi này và một chiếc súp này là hết thuốc luôn, cũng không phải suy nghĩ luôn. Một lần nữa để em muốn review cho các bác cái sản phẩm vừa tiền, để các bác có thể vừa cái túi tiền của mình mà vẫn được đồ hay đồ xịn các bác nhá. Và em hát bằng mic Sennheiser súp EV. Bát ngược này, các bác nhìn cái bát nó ngược này, cái bát nó ngược bên trong này, nó hay kinh điển luôn. Một đôi full 40 TR125, và xin mời các bác thưởng thức cái chất âm em setup ra xem nó như thế nào, vang số nó như thế nào các bác nhá. Các bác cho em các cái comment đánh giá ở dưới bài. Em xin cảm ơn tất cả các bác, và sáng ngày mai, trong ngày mai em sẽ đưa đôi loa về. Thank you các bác rất nhiều. Đừng cho
bao cánh ngắn sau này. Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn lặng câu điều huyền. Anh hứa đem về mùa xuân vẫn cần lờ trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa em ươm. Vâng, Cam Di Bèo Hoàng Mai xin kính chào tất cả các bác. Một lần nữa để khẳng định rằng kể cả là bác số, xin mời các bác thẩm cho em các bác nhé. Và em chỉ bán duy nhất một loại vàng này các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc các bác nha. Thank you các bác.